yêu gì cả. Lâu lắm chưa giao lưu với ai cái gì. Anh em xa gần nhớ lắm. Lâu lắm rồi, văng mỏng. Ông có về về này bao tiền không? Triệu rưỡi người quê à? Ôi, bác chiến. Vâng. Có phải đến nửa năm rồi mới gặp Tuyền này. À đây à, hôm nay xuất kích mỗi ông này đúng không? Tuổi à? Chạy rồi. À, đúng rồi. Có ông mang nhà thử chứ. Ông mang có mỗi cái này đi rồi. Ừ, cái này là nhiều rồi. Thơm quá nhỉ. Có vẻ mấy chưa là chẳng mất cây này. Giá rổ này có thay đổi gì không? 7 triệu. 7 triệu. À, tụt rồi. 7 triệu. Và áo đi tăng mà giá quần thì tụt rồi. Đinh vời. Qua ông kia đấy cho anh bắt cho anh tên con sổ. À. Sổ của anh Cường. Cường hói đúng không? À. Mà là thằng nào nhìn quen quen, ông Tùng Văn Phúc cũng lại thích. Anh tên vào hỏi anh có bán đâu? Mà đây là chẳng qua là trùng hợp thì mình mua được đấy. Cùng bạn Phúc cũng thích cái cây đấy. Mua được cao tuyển này. Mua đẹp thì... Nếu bạn mình thích á. Thì mình bảo anh đấy đẹp. Nếu mà thích thì anh đấy không thích thì để em anh chơi. Cây hay mà, chơi hay mà. Bết bát. Nhưng mà anh em với nhau thôi lúc là nó... Ừ, thằng nào cũng không nhớ ra nó ở đâu, nhìn quen quá. Hóa ra là... Thì ông cùng ông ấy gửi ảnh mà cây này hay quá, anh định đang nhìn. Em mà cây này nhìn bảo là nó, cây này nhìn quen. Bóng phun phụ tuyển tất nhiên là nó làm cái lối nó đơn giản, nhìn nó đơn giản nhưng nhìn. Mà đơn giản nhưng mà nó đẹp. Nhìn nó cứ tự nhiên thôi, nhiên. Sạch sẽ cây, lâu năm chưa trồng. Thật sự chưa, cả cái xã Hữu Bằng có mua cái sộp thì là được nhất đấy, không có cái nào hơn đâu. Đúng rồi. Chứ chả phải ấy đâu, không phải là tất nhiên là nó là giá cả, nó hơi ấy một chút. Không đẹp thì vô cùng. Cứ thấy hợp lý là mốc. Đây này có điều kiện không anh? Đấy, 8 triệu anh ạ. 8 triệu nha. Ok, để sang đây tí. Đi hết một lượt thôi, hôm nay quay một video thôi. Tí nữa đuổi vật kịp chạy. Nói chung là phải về đi làm. Đấy, úi giời, sao nhiều hàng to này. Để này thì chịu rồi nha. Còn qua cho anh em xem thôi. Đấy, là đây đang có mấy cây to dưới rình rành này. Ở đấy có mấy cây rình rành là nhìn thấy rõ đấy. Rình rành này là bao nhiêu tiền đấy? Rình đấy 4 triệu. 14 triệu. Nên cái chậu to này cũng tầm hết luôn. Đấy, cây này thả nước được. Bệ 14 triệu. Sẵn sàng là lên đường luôn đấy. Đẹp. Móng rồng, móng phượng. 14 triệu. Vẫn thủ lên được. U cục, đâm liền. À, nhưng mà chẳng nhìn thấy. Kéo qua con này. Đấy, con này thì bao nhiêu? Con này 4 triệu rưỡi. Đấy. Kéo thử con kia ra. Con kia mấy chồng à? Con kia... chăn nuôi thì... mà mới đất lên này. Giao lưu 28. Mới đất lên 28 triệu à? 22 triệu 8. Mới đất lên luôn. Đâu? Đó là thủ, hạ thủ. À hạ thủ à? Hạ được 5 tháng rồi. À 5 tháng. Thay một lần chậu. Xoay có cách nào xoay cho nó. Thay một lần chậu. À rồi. À. Để trong tối cho mà nó ấy nhỉ. Ừ đây em để. Để cho nó để dưới. Mát, cho nó tránh. 2 củ 8. Rồi.
còn một cốc dịch dành trong kia đấy, nhỏ nhỏ kia đấy, 2,5 triệu, ok rồi, rồi ok rồi. Quyền bố tên là tên bác gì? Cường Cường. Chơi tán này thì chơi tán đấy anh em là giao đôi 6 triệu một đôi, 6 triệu, 6 triệu cả đôi đấy. Đó. Đấy, 6 triệu một đôi ấy. Nhiều ông nhìn thấy không dám hỏi đâu. Không dám hỏi. Đấy, sợ không dám hỏi. Thiện về săn chơi thôi. Thế rồi. Tôi nghĩ là nhiều tiền đúng không? Con rùa này thì 3,5 triệu. 3,5 triệu. Một chậu cả nước. Ghê đấy nha. Lão rùa. Nhiều quả lắm. Đúng rồi, già mà. Già nhiều quả. Đây. Quả đây. Mùa này đang mùa hoa mùa quả này. Hoa đây. Quả quả chín nhá, đây quả chín rồi. Đúng rồi. Quả chín xanh nó cứ nối đuôi nhau thôi. Nhà khỏe chứ. Nó bắt được nhiều không? À, ui giời. Chuyên gia. Em thi thoảng. Đây, số của cái ông này thì anh em cần biết. Dình dình công an. Đấy, chỉ dình dình công an này. Bán hết rồi anh? Bán hết rồi. Sao hôm nay đưa cháu đi chơi à? Đưa cháu đi chơi hay sao? Không phải đưa cháu là sao đi chơi à? Đây, đây bán rồi. Vâng. Trong vườn anh. Bán hết rồi à? Bán hết rồi à? À, anh bán hết rồi à? Chưa bán cái nào. Ngồi đấy mà cùng hòa xét. Chỗ ngồi đâu thì cứ để đây. Thế mà bảo cùng hòa xét của bán hết rồi. Đâu, linh tinh. Đây, cái du này bao nhiêu tiền anh? Cái du đấy là 5 triệu. 5 triệu, còn cái này? Cái ổi là 4 triệu. 4 triệu, đấy. Được rồi, ok. Toàn cây gì việc chơi. Nay có vẻ các cán bộ nhãn cho tí. Khả năng. Trong nữa đi đuổi, chạy, tiếp dép. Đấy, sẵn sàng trên xe là lên đường. Đấy, đấy. Đẹp chậu, đẹp thì đẹp chơi. Ổi này là ổi hàng chậu đấy. Cốt chậu lâu năm. Đấy, có đá cài đây này. Đặt ống tượng đây, phát là nhìn phiêu. Chân mẹ đẹp. Con đấy. Cái du này nghệ thuật này. Tí nữa quay cái du này. Du bóng khổ du. Lâu lắm mới gặp ông Trung Dâu đây. Đấy, cái du này nghệ thuật. Mỗi tội là kẹp ở bẹn để đi đấy. Nghệ thuật nhưng mà để hơi gần bẹn. Cho lên yên. Để hơi gần bẹn. Đào lên yên. Cho nó cho nhìn như... nó sướng nhỉ. Đào ra. Chịu khó tí. Anh em có yêu gì cả. Lâu lắm chưa giao lưu với ai cái gì. Anh em xa gần nhớ lắm. Ừ. Lâu lắm rồi, vắng bóng. Du đây. À. 5 đồng đúng không? Đang bật lộc đỏ đấy. Du gì? Du đây. Chỉ việc chơi. Quá đẹp. Hàng lâu năm, bê nhẹ nhàng. À. Có cả đá mà vẫn nhẹ. Con này chắc khoảng 6 cân như vậy. À. Khoảng tầm ấy đổ đá. Bóng tán đầy đủ rồi. Đầy đặn hết. Chỉ việc chơi rồi. Đấy, lộc đây. Đấy, lộc non đỏ. Cứ cắt là ra thôi. Là thế là cây gì anh? Cái du anh ạ. Du du. Vâng. Nhất du nhì du ấy. Chỉ việc chơi. Thiếu mỗi lượng ngồi dưới thôi. Du. Đây đặt trên đá mỏng đây, đặt hai cụ đánh cờ đây nhìn trong. Mà có du rồi thiếu lượng.
trời sinh du rồi mới đang thiếu lượng. Đấy, mặt nào đẹp cả. Đây là bao tiền anh? Dạ, cả 5 triệu. Đấy, làm lâu á, việc bỏ tàn như này. Nhưng mà làm xong ổn định nó đẹp lắm. Không bao giờ bị phá. Không bị phá thế. Nó càng ngày càng rụt lại. Cái dù bác đấy, về nhẹ, về đi chơi nhẹ nhàng. Từng dầu tầm này đi chơi nhẹ nhàng luôn. Ai về được. Quá hay. Mặt nào cũng được. Mặt nào đẹp. Ok đấy. Quên đọc số thì cái ông anh em lại quên mất. 0985837909. 0985837909. Liên hệ với nghệ sĩ Ba Dâu. Mẹ Ba Dâu này bước đeo. Đeo bàn rồi. Cũng quảng xe đấy thôi. Uống cây. Đấy là nhiều anh ạ. Thế là nhiều. Cây đẹp lắm. Mình đi này thì người ta lại tưởng là mua đấy. Chất lượng, phải chất lượng. Kiểu đi như này người ta lại tưởng ông này đi mua đấy. Đây là của ông đẹp phết nhỉ. Nghệ sĩ Trung Châu. Nhưng mà đòi giá cao quá. 8 triệu. 8 triệu. Đấy là giảm giá đấy. Giảm giá rồi. Một chiếc mười mấy cơ. Du này giá đẹp. Lá đẹp, thân tím đẹp, hơn dưới, cấp cao hơn dưới. Dòng này cái chữ vỏ bấm nó càng sụt đẹp. Mà bấm nó lại ra lại đỏ, kích thích. Ok rồi anh. Đẹp. Nổi này chất bệ đẹp. Hướng diện. Hướng diện đẹp. Đấy, đầy đủ hết, chỗ nào cũng có. Tứ diện luôn như là gốc xanh. Thế người ta. Cái ổi nó bán được anh chú? Ổi nào mà chưa? Ổi nó đi nổ đấy. Chưa. Vẫn phải đang nuôi. Phiên trước bạn Phúc anh có đi không? Không. Không à? Thấy bảo đông lắm à? Hôm nghỉ ấy, cái hôm nghỉ lễ ấy sao? Bảo đông lắm. Thế Hải bảo đông lắm. Ok rồi, cây đẹp đấy anh. Xin chúc giao lưu thành công. Rồi. Đây để sang bên này tí nào. Ô, bên này có một xe Lan mới mở đây. Lan mới mở. Đấy, đang báo nhau là có đội quân triều đình sắp ra làn. Bao tiền một cái? Và chị ơi, đang ngoài giao dịch. Đấy, như thế là mua rau không nhỉ? Nhật thoải mái. Đấy, gốc hai gốc ấy làm một đôi hai hai bên bán rau. Hai cái cây này làm đôi hai bên. Hai bên thềm thơm. Đấy. Cây làm cây đổ cũng được. Làm cái thống. Làm cái thống. Lúc này bao nhiêu gốc rồi? 3 lít. Đấy. 3 lít về chia ra được. Nếu thích chia ra 10 cây. Dành cho. Đấy. Nếu thích thì chia ra thành 10 cây. Mỗi cây bán 2 lít. Các bố lượn ở đâu ra đây này, lại thêm một số xe nữa.
ơi các bác, để tôi ra phía đằng kia đi để xem là góc đằng kia có cái gì không.